Vụ bé trai lọt vào trụ bê tông đã tìm được phương án khả thi. Công tác tìm kiếm bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m được các chuyên gia tại hiện trường đề xuất phương án kết hợp để kéo trụ lên mặt đất. Trong ngày 6 và sáng 7 tháng 1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các ngành chuyên môn liên tục đến hiện trường để nắm tình hình và chỉ đạo công tác đưa thi thể bé trai lọt vào trụ bê tông sâu 35m lên mặt đất. Theo ghi nhận tại hiện trường, các lực lượng cứu hộ cứu nạn an ninh vẫn tiếp tục khẩn trương làm việc. Sau khi đánh giá thảo luận, các chuyên gia tại hiện trường đã đề xuất một số phương án khả thi để kéo trụ bê tông lên mặt đất. Phương án dự kiến được các chuyên gia đồng thuận nhất là sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông. Theo phương án kết hợp này, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành một bộ khung 4,8m. Đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gầu sút, tạm gọi là tầng 1. Từ đáy tầng 1, dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt độ sâu của đáy trụ bê tông, tạm gọi là tầng 2. Và sau đó, đất xung quanh trụ bê tông được lấy lên bằng khoan nguồn xoắn. Sau khi tiếp cận đáy trụ bê tông, sử dụng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn làm việc xuyên đêm. Tuy nhiên, do địa chất công trình tầng lớp dưới đất sét cứng, cọc đóng sâu 35m, đồng thời hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, nên việc di chuyển thiết bị máy móc cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Công nhân Hoàng Anh Việt, người tham gia đóng trụ bê tông mố cầu Rọc Sen cho biết, địa chất tại khu vực này rất cứng. Khi đóng trụ bê tông từ độ sâu 10m trở xuống, sẽ gặp tầng đất sét cứng. So với các công trình ở nơi khác, thì địa chất ở đây cứng hơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.